AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Hi guys, xin chào các em. Ngày hôm nay của các em như thế nào? Cô rất mong là các em sẽ mang một tâm trạng hứng khởi, vui vẻ để chúng mình có thể bắt đầu bài học hôm nay cùng với cô nhé. Tại vì sao? Tại vì bài học hôm nay khá là dài và nặng kiến thức đó. Nên mà các em hãy trang bị cho mình điều kiện cơ sở vật chất, mọi thứ nó thật là thoải mái đi, để mình dễ dàng tiếp nhận kiến thức mới hơn các em nhé. Và không để mất thời gian thêm nữa thì chúng mình sẽ vào bài học ngày hôm nay luôn. Với chủ đề của Unit 5 là gì? Being part of ASEAN. Và mình sẽ vào Lesson 2, Language. Như thường lệ thì phần này sẽ bao gồm 3 phần. Đó là lý do mà tại sao nó lại dài như vậy. Thứ nhất là gì nhỉ? Vocabulary. Tiếp theo là pronunciation. Và cuối cùng là grammar. Và ngay bây giờ chúng mình sẽ vào luôn phần đầu tiên nhé. Phần vocabulary với bài 1. Complete the sentences using the words in the box. Ở đây chúng mình sẽ có 6 từ mới như thế này. Mới toanh. Không biết là các em đã biết được từ nào chưa? Biết được từ nào thì đỡ phải học từ đấy đúng không? Nhưng mà nguy cơ... À không. Khi mà nhìn lại như này thì cô phát hiện ra là hai từ này đã được nhắc đến của buổi học hôm trước rồi. Suy ra chúng mình chỉ còn 4 từ mới để học thôi. 4 từ mặc dù nó vẫn là số nhiều nhưng mà khá là chỉ là con kiến thôi đúng không? Rất là nhỏ so với những cái lượng từ mới mà các em cần phải tiếp thu của mỗi unit. Nên mà chúng mình sẽ chú ý một chút nhá. Với từ đầu tiên, một danh từ Solidarity. Solidarity nghĩa là sự đoàn kết. Solidarity. Từ thứ hai cũng là một danh từ. Tại vì sao? Nó kết thúc bằng đuôi tion mà. Cooperation. Cooperation nghĩa là sự hợp tác, sự cộng tác. Với những bạn nào mà tinh ý ra mà hay học từ vựng và nhìn nó quen rồi ấy, thì mình sẽ biết được cái động từ của từ này sẽ là cooperate. Mình đọc bỏ cái đuôi tion này đi mà thay cái đuôi ion này bằng chữ e thì mình sẽ có động từ của từ này đúng không? Là hợp tác, cộng tác. Còn ở đây, hôm nay mình sẽ học từ chính của nó, danh từ là cooperation, sự hợp tác, sự cộng tác. Tiếp mình có một động từ ở đây, dominate. Dominate. Dominate nghĩa là thống trị, chiếm ưu thế. Tiếp constitution. Constitution là hiến pháp các em nhé. Hôm trước mình đã học từ charter là hiến chương và ngày hôm nay chúng mình sẽ học từ constitution là hiến pháp. Principle thì cô sẽ nhắc lại nhưng mà chắc chắn bạn nào phải, khi mà cô đọc đến từ principle là trong đầu phải nảy ra luôn cái nghĩa của từ này thì mới là học thuộc rồi nha. Chứ không phải là ngâm nga một lúc xong mới nhớ ra nó nghĩa là nguyên tắc là không có được, là chưa có thuộc kỹ đâu đó. Principle, nguyên tắc. Và scholarship. Scholarship là học bổng, điều mà học sinh luôn luôn mơ ước được đạt đúng không? Rồi, với 6 từ này thì chúng mình sẽ nhớ nghĩa và nghiên cứu xem từ nào được điền vào câu nào thì nó sẽ mang một sắc thái nghĩa thích hợp nhé. Đây, cô đã chiếu lên slide 6 từ như thế này để các em dễ dàng nhìn và chọn. Với câu đầu tiên, is the system a basic laws by which a country or organization is governed? Thì ở đây rõ ràng chúng mình cần điền một loại từ gì? Danh từ. Mà đã là danh từ thì mình chỉ loại được mỗi từ dominate. Mình còn những 5 từ, danh từ còn lại để mà gọi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí số 1 đúng không? Thì các em phải hiểu nghĩa của cái câu này thì mình mới điền được. Cái gì đó, nó là một cái hệ thống luật cơ bản mà bởi cái bộ luật này thì một đất nước hay là một tổ chức sẽ được cai trị. Thì ở đây mình có từ govern, động từ của nó là cai trị, thống trị đúng không? Thì mình có danh từ government là nhà nước các em nhé. Rất là dễ khi mà mình học theo cụm từ như vậy đúng không? Thì ở đây đáp án chúng ta cần điền phải là constitution, hiến pháp.
Hiến pháp là một hệ thống những luật cơ bản mà bởi đó một quốc gia hay là một tổ chức được cai trị, quản lý. Tiếp câu 2. A payment a god to a student because of his or her academic or other achievements is called a. Cái này rất là dễ này. Một khoản chi trả, một khoản tiền mà được trao cho học sinh tại vì thành tích học tập tốt của bạn ấy thì được gọi là gì các em? Được gọi là scholarship, học bổng. Câu này có thấy là câu dễ đấy. Tiếp câu 3. When a group of people show they support each other or another group. Khi mà một nhóm người thể hiện ra cái gì đấy, có nghĩa là họ luôn luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ cả những nhóm khác nữa, thì đây là một nhóm người như thế nào? Một nhóm người đoàn kết, đúng không? Thì mình sẽ điền từ solidarity ở đây, nghĩa là sự đoàn kết. Khi một nhóm người mà biểu hiện ra cái sự đoàn kết thì có nghĩa là họ giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ cả những nhóm người khác nữa. Tiếp câu 4 nào. Ơ, lại là một danh từ ở đây, is a basic truth, rule or theory that something is based on. Ở đây mình có từ truth là sự thật này, rule là nguyên tắc, còn theory là giả thuyết các em nhé. Based on nghĩa là dựa vào. Rất là dễ, thì ở đây mình sẽ điền principle, nguyên tắc. Một nguyên tắc là gì? Là một cái sự thật này, hay là nguyên tắc, hay là lý thuyết cơ bản mà cái gì đó nó dựa vào, đúng không? Tiếp câu 5. The process of working or acting together for a common goal or benefit is. Cái quá trình mà làm việc hay là hành động cùng với nhau vì một mục đích hay là lợi ích chung thì gọi là cooperation, là sự cộng tác, đúng không? Đôi bên cùng có lợi đó. Rất dễ thôi. Vậy thì câu 6 mình chỉ còn lòi ra một từ cuối cùng là từ dominate. To dominate means to be more successful or powerful than others in a game or competition. Tức là gì? Động từ dominate nghĩa là chiếm ưu thế, nghĩa là thành công này hay là quyền lực hơn người khác trong một trò chơi hay là một cuộc thi đó. Rồi, vậy là mình đã điền xong 6 câu này, cũng đã hiểu rõ hơn nghĩa của 6 từ này. Tiếp theo, mình sẽ đến bài thứ 2 nhé. Use the words in one to complete the sentences. Lại tiếp tục sử dụng 6 cái từ mình vừa học để điền tiếp vào những câu này. Và những câu này nó sẽ không phải là definition, nó không phải là phần định nghĩa nữa, mà nó sẽ mang một nội dung khác để các em có thể ứng dụng, sử dụng được những cái từ mình vừa học vào việc đặt câu nhé. Nào, câu đầu tiên. As the of ASEAN, the charter sets out the rules for closer cooperation among the member states. Ở đây chắc chắn là một danh từ rồi. Thì mình sẽ điền mình sẽ điền một danh từ là constitution. Theo hiến chương của ASEAN thì cái phần hiến pháp này nó đặt ra những cái gì nhỉ? Nó đặt ra những cái luật lệ nói về một sự cộng tác chặt chẽ giữa các nước thành viên, đúng không? Câu 2. Bảo Thi's father asked her about the main of the ASEAN Charter. Câu này quá dễ. Nếu như mà bạn nào đã đọc đi đọc lại cái phần gì nhỉ? Phần đoạn hội thoại của phần Getting Started, đúng không? Thì mình sẽ biết ngay đáp án là principle. Là bố Bảo Thi hỏi cô ấy về những nguyên tắc chính của hiến chương ASEAN. Câu 3. ASEAN started a program of economic in the late 1970s. ASEAN đã bắt đầu một cái gì đây? Một sự cộng tác về kinh tế vào những năm 70. Tức là gì? Tức là những nước thành viên này sẽ giúp đỡ nhau để phát triển kinh tế đó. Rồi, tiếp mình chỉ còn 3 câu nữa thôi. Câu thứ 4.
I hope that Vietnamese athletes will the next ASEAN School Games. Câu này quá dễ luôn, các em biết tại sao không? Tại vì chắc chắn ở đây mình cần điền một động từ. Tại vì trong câu này, cái vế đằng sau nó chưa hề có động từ chính, mà chỉ có một động từ duy nhất trong 6 từ mà mình cần điền, đúng không? Thì đáp án chắc chắn là dominate. Tôi mong rằng các vận động viên Việt Nam sẽ chiếm ưu thế trong Đại hội Thể thao Học đường ASEAN tới. Tiếp câu 5. ASEAN follows the of democracy and rule of law. Tức là gì đây? Khối ASEAN sẽ theo, sẽ áp dụng những nguyên tắc về cái gì nhỉ? Democracy là sự dân chủ các em nhé. Rule of laws là theo hệ thống các điều luật đó. Rất là dễ, ở đây mình sẽ điền từ principle, nghĩa là nguyên tắc. Rồi, và cuối cùng, câu 6 chỉ còn lại từ gì nhỉ? Scholarship là học bổng, đúng không? Several Thailand students have been awarded the Singapore scholarship and will have a chance to study at universities in Singapore. Tức là gì? Có vài học sinh tài năng và học sinh giỏi thì đã được trao học bổng Singapore và sẽ có cơ hội được học ở những trường đại học tại đất nước Singapore. Thì ở đây mình có từ award, nghĩa là trao tặng, trao giải. Còn học sinh giỏi, học sinh tài năng thì sẽ là talent student các em nhé. Và ở đây mình có từ chance, cơ hội. Các em còn nhớ là chance nó bằng nghĩa với một danh từ khác là gì không? Từ opportunity. Opportunity thì bằng chance các em nhé. Ok, thế là mình đã xong hai bài của phần vocabulary rất là nhẹ nhàng, cũng khá là ít từ mới. Và tiếp theo chúng mình sẽ đến với phần pronunciation. Cô nghĩ cái phần này của bài học ngày hôm nay không hề khó một chút nào luôn. Nó rất là dễ, tại vì mình sẽ học về intonation, tức là ngữ điệu. Mình là người Việt Nam mà, nên mà ngữ điệu của chúng ta rất tốt. Tại vì chúng ta có gì nhỉ? Mình sử dụng dấu trong từ ngữ, đúng không? Lên lên xuống xuống rất là dễ dàng. Suy ra là ngày hôm nay chắc chắn là các em sẽ học cái phần pronunciation này vào rất là nhanh thôi. Rồi, về phần intonation thì cũng sẽ, trong tiếng Anh nó không có dấu mà, nhưng mà nó sẽ chia ra làm hai loại. Đó là rising intonation và falling intonation. Tức là gì? Phần lên giọng và phần xuống giọng đó. Vậy thì trong những câu như thế nào thì mình sử dụng rising intonation, thì mình sẽ lên giọng? Thì ở đây có 5 kiểu câu mà mình sẽ cần lên giọng. Cái thứ nhất là mình sẽ lên giọng ở cuối các câu hỏi yes, no question. Ví dụ nhá, have you ever come here? Chứ không phải là have you ever come here? No, không như này. Mà phải như nào nhỉ? Leo núi đi lên nhá. Have you ever come here? Hay là are you kidding me? Bạn đang đùa tôi đấy à, đúng không? Are you mad? Bạn điên à, đúng không? Hay là mình sẽ lên giọng ở cuối các câu hỏi đuôi. Ví dụ như John is your teacher, isn't he? John thì là thầy John là giáo viên của bạn, có đúng như vậy không? Đúng không? Hay là câu phần một loại câu khác mình sẽ lên giọng, đó là câu gì nhỉ? Câu cầu khiến. Ví dụ này, will you turn off the light for me, please? Could I have a cup of coffee, please? Đúng không? Rất là dễ thôi. Mình lên giọng để thu hút cái sự chú ý của người khác thôi mà. Hay là để thể hiện cảm xúc tích cực. Cái này thì trong tiếng Việt mình cũng vậy. Khi mà mình vui này, mình cảm thấy rất là thoải mái thì mình sẽ dùng cái tông giọng cao, đúng không? À, vui quá, đúng không? Hạnh phúc quá, chứ không vui quá, nghe nó rất là trầm, nó đè cái cảm xúc xuống thì nó không đúng. Thì tương tự trong tiếng Anh nó cũng vậy thôi. Khi mà mình muốn biểu hiện những cái cảm giác, cảm xúc tích cực thì mình sẽ nâng tone giọng của mình lên. Ví dụ như là oh, really surprised, I'm so happy, I'm so lucky, đúng không? Rất là dễ. Hay là mình sẽ còn lên giọng khi mà xưng hô thân mật. Ví dụ như em yêu ơi, anh yêu ơi, bạn yêu ơi. Thì sẽ là gì nhỉ? Oh sweetie, oh baby, oh honey, đúng không? Mình phải lên giọng
để sao để thu hút sự chú ý của đối phương chứ. Chứ bây giờ mình cứ nói bè bè trầm trầm xuống thì người ta cảm giác như người ta cứ là gánh nặng á, chứ không phải là sự yêu thương thân mật gì luôn á. Rất là dễ thôi. Đấy, vậy thì các em sẽ nốt lại xem là những cái phần nào mình cần lên giọng để mình khi mà mình gặp một câu tiếng Anh thì mình phát hiện ra, à đây là câu hỏi đuôi này, hay là câu yes no question này, hay là đây là một câu cầu khiến này, thì mình sẽ biết là những cái câu này mình sẽ leo núi, tức là mình sẽ lên giọng, đúng không? Rất là dễ. Tiếp, mình sẽ đến với phần 2, falling intonation, tức là xuống giọng. Thì xuống giọng sẽ dùng cho những loại câu nào? Cái thứ nhất là mình sẽ dùng cho những câu chào hỏi. Ví dụ, good morning, good afternoon, good evening. Đó. Hay là mình còn xuống giọng ở gì nhỉ? Câu hỏi có từ để hỏi. What's your name? Where do you live? Who is your father? Được chưa? Hay là xuống giọng ở cuối các câu trần thuật. Câu trần thuật tức là câu kể đó. Ví dụ như I finished my housework. My family has 4 people. Đó. Hay là xuống giọng ở những câu đề nghị, mệnh lệnh. Open the door, turn off the light, go out. Đúng không? Nó khác hẳn với cái câu cầu khiến, đúng không? Kiểu câu đề nghị mệnh lệnh là mình đang là người có quyền mà, mình đang ra chỉ thị cho người khác, đúng không? Mình dùng với một cái tông giọng rất là trầm ấm thôi thì nó mới có sức nặng. Chứ mình lại open the door, cao giọng lên như cái lúc mà mình đang muốn nhờ vả thì không có được nha. Nhớ đấy, trong câu đề nghị, câu mệnh lệnh thì mình sẽ xuống giọng open the door. Hay mình còn xuống giọng để thể hiện tâm trạng tiêu cực. Đúng không? Chứ tâm trạng tiêu cực mình đang buồn chết đi được mà cái giọng mình cứ cao vút lên thì ai nghĩ là mình buồn? Làm gì có ai nói I'm sad, đúng không? Khi mà mình nâng cái tone giọng của mình lên, tự dưng cảm giác là cái khuôn miệng của mình nó cũng đang cười luôn rồi đó. Thì khi mà mình buồn thì phải là I'm sad. Mình kiệt sức, tôi kiệt sức rồi. I'm exhausted. I'm disappointed. Đúng không? Chứ chẳng có ai I'm disappointed. Tôi rất là thất vọng, nghe kiểu như đó là một cái cảm xúc vô cùng tích cực đó, thì không có phải. Cảm xúc tiêu cực thì xuống giọng, còn tích cực thì lên giọng nha các em. Rất là dễ. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập một chút. Các em sẽ được nghe những câu sau đây qua đoạn băng. Và chúng mình lưu ý xem câu nào lên giọng, câu nào xuống giọng. Và mình sẽ luyện tập theo nhé. 1. Noi is a boy from Lao. 2. Is Noon a girl from Thailand? 3. Hanoi is Vietnam's capital city. 4. Is Ho Chi Minh City the largest city in Vietnam? 5. Vietnam gained its independence in 1945. 6. Was ASEAN formed on the 8th of August 1967? Rồi, thế là các em đã nghe xong 6 câu này rồi đúng không? Rất là dễ. Thì nghe băng xong rồi thì bây giờ các em lại nghe cô đọc một lần nữa và sau đó mình sẽ cùng nhau pause phần video lại và luyện tập phát âm những câu này sao cho ngữ điệu chuẩn nhất nha. Câu thứ nhất, Noi is a boy from Lao. Câu trần thuật đúng không? Câu 2, Is Noon a girl from Thailand? Nó là một yes no question, mình sẽ lên giọng. Hay câu 3, Hanoi is Vietnam capital city. Một câu trần thuật. Is Ho Chi Minh City the largest city in Vietnam? Lại tiếp tục một yes no question đúng không? Vietnam gained its independence in 1945. Was ASEAN formed on 8th August 1967? Nó tiếp tục là một yes no question. Thì ở trong cái phần nghe này mình có 1, 2, 3 câu hỏi đều là yes no question, thì đều nâng giọng, lên giọng nha. Chứ không phải câu hỏi nào cũng là câu hỏi cần lên giọng đâu. Tại vì những câu hỏi mà bắt đầu với những từ để hỏi what, who, how thì phải xuống giọng đúng không? Ok,
Rất là dễ rồi. Tiếp tục mình sẽ có một vài câu khác dài dài hơn một chút để mình luyện phát âm nha. Đây, 6 câu. Và bây giờ chúng mình lại tiếp tục nghe băng trước khi nghe cô đọc và cùng đi vào luyện tập nha. 1. Mai applied for the Singapore scholarship. 2. Is Tom looking for information about ASEAN? 3. Jane was invited to stay with a local family in Laos. 4. Does Kevin want to take a trip to Bali, Indonesia? 5. Kwang took many pictures of beautiful coral reefs in the Philippines. 6. Brunei joined ASEAN as its sixth member in 1984. Câu thứ nhất nào. Mai applied for the Singapore scholarship. Xuống giọng. Is Tom looking for information about ASEAN? Yes, no question, đúng không? Jane was invited to stay with the local family in Laos. Does Kevin want to take a trip to Bali, Indonesia? Quang took many pictures of beautiful coral reef in the Philippines. Brunei joined ASEAN as its sixth member in 1984. Đó, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ đúng không? Thì mặc dù đây là phần pronunciation, là phần học phát âm, nhưng mà mình vẫn có một số từ mới mà cô nghĩ là các em cần học tại vì nó rất là hay ho. Đây, mình có từ coral reef là dạng san hô ngầm các em nha. Hay là từ gì nữa nhỉ? À, mình có cụm apply for, tức là nộp đơn cho cái gì đó. Cái từ này nó khá là phổ biến, thành ra chúng ta không hay dùng là nộp đơn xin việc hay cái gì, mà mình hay nói là ê, mày đã apply cho vị trí này chưa? Mày đã apply cho cái học bổng này chưa? Mình dùng luôn cái từ apply đúng không? Nó rất là phổ biến rồi. Thành ra mình cũng rất là dễ học thôi. Nhưng mà mình nên nhớ cái giới từ đi cùng với từ apply là giới từ for các em nhé. Ok, thế là phần pronunciation đi qua rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như vậy để chúng mình cùng chờ đón một cái phần nặng nhất của buổi học hôm nay là phần ngữ pháp. Ngữ pháp mình sẽ đầu tiên sẽ học về danh động từ resound. Danh động từ là gì? Là một động từ mà thêm đuôi ing, động từ đuôi ing đó. Thì ví dụ như playing thì mình sẽ dịch là việc chơi, learning là việc học, cooking là việc nấu nướng chẳng hạn, việc nấu ăn. Thì cái cách dùng đầu tiên của danh động từ á, là nó có thể đứng đầu câu để làm chủ ngữ. Ví dụ, applying for the ASEAN scholarship is difficult. Việc nộp đơn xin học bổng ASEAN thì rất là khó. Ở đây thì apply nó là một động từ đúng không? Applying thì nó sẽ là một danh động từ. Nó đóng vai trò là chủ ngữ trong câu khi mà đứng đầu câu. Hay tiếp tục, cooking is not my interest. Việc nấu nướng thì không phải là sở thích của tôi. Đó là cách dùng đầu tiên của verb ing nha, làm chủ ngữ của câu, đứng đầu câu. Rồi, vậy thì cách dùng thứ hai là gì đây? Mình sẽ có một động từ và theo sau đó là một động từ mang đuôi ing. Vậy thì đó là những cái động từ nào? Sẽ có rất là nhiều động từ mà đằng sau đó mình cần một đuôi ing. Nhưng mà vấn đề ở đây là nó lại không có một nguyên tắc nào cả. Tức là sao? Các em phải dựa vào trí nhớ. Nhớ xem là những cái động từ nào theo sau nó sẽ là một danh động từ, sẽ là một động từ đuôi ing. Ví dụ như là những verb mà cô liệt kê ra đây. Avoid này, hay consider, dislike, enjoy, finish, forgive, amazing, involve, practice, suggest, mind, vân vân. Rất là nhiều. Nhưng mà có một cái từ cơ bản nhất mà các em đã học từ rất là lâu, từ hồi tiểu học, từ hồi lớp 5, lớp 6 cơ. Ví dụ như là tôi thích bơi, I like swimming, thì đó chính là một dạng verb cộng với verb ing đó.
là tôi thích việc đi bơi đúng không? Thì tương tự như thế thì mình có những cái verb khác giống như từ like đó, nhưng mà phức tạp khó nhớ hơn một chút thôi. Thì đây, cô sẽ cho các em một số ví dụ. Ví dụ thứ nhất, he suggested going to a Chinese restaurant for lunch. Anh ấy gợi ý cái việc mà đi đến một nhà hàng Trung Quốc để ăn trưa đúng không? Từ suggest đằng sau cộng với một verb ing là gợi ý làm gì. Hay là my friends practice speaking English every day. Bạn tôi thì luyện tập nói tiếng Anh mỗi ngày. Hay là một từ khác nhỉ? Từ avoid đi, từ tránh. Tránh làm gì đấy? Thì ví dụ như là tôi tránh đi học muộn. I avoid being late. Đúng chưa? Rất là dễ thôi, không hề khó một chút nào nếu như mà các em để tâm chú ý và học những cái cụm từ. Hay là cách dùng thứ ba, một động từ, một giới từ và một verb ing. Nó chỉ khác cái phần 2 là nó có một anh bóng đèn là anh giới từ chen ngang giữa một anh verb và một anh verb ing, đúng không? Thì rất là dễ, tại vì những cái động từ này mình sẽ học luôn với cái phần giới từ của nó. Ví dụ như agree with này, apologize for này, concentrate on này, depend on, dream of, insist on, rely on, succeed in, focus on, carry on, etc. vân vân. Ví dụ, she apologized for breaking the vase. Cô ấy xin lỗi vì đã làm vỡ cái lọ, đúng không? Ở đây mình có một động từ apologize, xin lỗi, for, giới từ, đằng sau đó là một verb ing. Cái này nhá, nó lại dễ hơn cái phần trên rất là nhiều các em ạ. Tại vì sao? Thường thì sau giới từ một phát là mình, à, anh này chắc chắn là verb ing luôn, chứ không phải là to verb hay là verb hay là cái gì. Chứ còn như anh này thì mới khó này, sau này mình còn phải phân biệt cái kiểu mà to verb hay là verb ing. Nó không có giới từ mà, thành ra cái này dễ hơn đúng không? Cứ đằng sau một động từ giới từ thì cái từ tiếp theo chắc chắn thêm đuôi ing. Kevin succeeded in creating new talking pen. Bạn Kevin đã thành công trong việc tạo ra một cái bút biết nói. Tiếp tục, succeed in creating đúng không? Thành công trong làm việc gì đó. Vậy thì làm cách nào để mình biết được là mình sẽ cần một verb ing đằng sau? Chẳng còn cách nào khác là mình phải học thuộc những cái cụm động từ đi với giới từ này, hay là những cái động từ như này, biết được xem từ nào sẽ cộng với verb ing, từ nào sẽ đằng sau có giới từ và verb ing, đúng không? Không cần phải tư duy, mình sẽ đọ trí nhớ với nhau, xem bạn nào nhớ được nhiều từ hơn thì sẽ thắng thôi, đúng không? Đây, mình cùng nhau luyện tập một chút nha. Với những từ cho sẵn như thế này: playing, building, becoming, volunteering, sharing, promoting. Đều là đuôi ing hết đó. Quan trọng là mình xem nghĩa như thế nào để mình điền từ cho chuẩn thôi, đúng không? Xem nào, câu đầu tiên. At the local hospital was one of the activities suggested by the school youth union. Rất là dễ. Riêng cái đoạn đằng sau thì cũng đã bổ sung nghĩa để mình có thể điền cái đầu tiên rồi. Cô sẽ show đáp án luôn. Volunteering, việc tình nguyện tại một bệnh viện địa phương thì là một trong những hoạt động mà được gợi ý bởi đoàn thanh niên của trường. Các em còn nhớ cụm từ này không? Mình đã học rồi đó nha. Youth Union là đoàn thanh niên. Câu 2. The main goal of the ASEAN North a Youth Volunteer Program is Youth Volunteer Work and Community Development. Mục đích chính của chương trình tình nguyện dành cho giới trẻ của ASEAN là gì đây? Thúc đẩy, promoting, thúc đẩy các tình nguyện viên, thúc đẩy các bạn trẻ làm công việc tình nguyện và tham gia sự phát triển cộng đồng, đúng không? Câu 3. Responsibilities keeps the other volunteers in the group motivated. Mình điền từ gì đây ta? Mình sẽ xem nghĩa của chúng. Lắp lại xem 4 từ rồi xem nghĩa như nào phù hợp thì mình sẽ có đáp án thôi, đúng không? Sharing, việc chia sẻ những cái nghĩa vụ sẽ khiến cho các tình nguyện viên trong nhóm luôn luôn giữ được động lực,
Tức là sao? Việc khó thì mình san sẻ ra, mỗi người làm một phần thì ai cũng có động lực để mà hoàn thành, chứ mà một gánh nặng to đùng đè lên vai một người thì thấy áp lực thì làm sao mà hoàn thành nổi, đúng không? Thì mình cần sharing responsibilities, tức là chia sẻ nhiệm vụ đó. Tiếp câu 4 nào. Our government is committed to friendly relations with the other ASEAN country. Đáp án của mình là building. Chính quyền của chúng ta thì cam kết là sẽ xây dựng một mối quan hệ thân thiết với các nước ASEAN khác. Commit ở đây là cam kết nha các em. Build relation tức là xây dựng mối quan hệ. Và mình có từ government thì là chính quyền, nhà nước đúng không? Và mình có động từ của nó là gì? Govern nghĩa là cai trị. Từ govern là của bài học hôm trước mà mình đã học đó. Cô nhắc lại để cho các em nhớ. Rồi, tiếp câu 5. Since my cousin Sang started university in Malaysia, Sepak Takraw has become his passion. Thì ở đây mình sẽ có từ playing, tức là chơi cầu mây. Cả cái cụm này là chơi cầu mây nha các em. Cái này là tiếng Malaysia. Sepak Takraw nghĩa là cầu mây. Từ khi người họ hàng của tôi, anh Sáng, bắt đầu học đại học ở Malaysia thì việc chơi cầu mây đã trở thành niềm đam mê của anh ấy. Câu 6, rất dễ, mình sẽ điền từ cuối cùng, becoming. My sister dreams of becoming Miss ASEAN. Chị gái của tôi mơ ước trở thành Hoa hậu Đông Nam Á. Quá dễ. Tiếp theo, mình lại tiếp tục luyện tập. Complete the sentences with the correct form of the verb in practice. Câu này, à bài này nó sẽ khó hơn bài trước một chút nha. Là chúng mình sẽ phải chia động từ chứ không còn chọn từ để điền nữa. Nào, mình sẽ bắt đầu với câu đầu tiên. Our ASEAN member states have agreed take part in the conference. The conference ở đây là hội nghị nha. Tất cả các thành viên của ASEAN đều đồng ý tham gia vào hội nghị. Vậy thì mình sẽ xem từ agree này cộng với to verb hay là cộng với verb in đây. Thì đáp án của nó là to verb nha, không phải là verb in, không phải là agree taking. Đồng ý làm một cái gì đó, mình có cấu trúc là agree, to do something. Vì vậy ở đây mình sẽ có đáp án là to take. Câu 2. My father's work involves travel to the member states of ASEAN. Công việc của bố tôi bao gồm việc đi lại giữa các nước thành viên ASEAN. Thì các em lại tiếp tục xem cái từ involve nó sẽ cộng với một verb in hay là cộng với một to verb. Thì các em xem lại cái phần lúc nãy, xem cái phần cô liệt kê đó, có từ nào là từ involve không? Thì xin thưa là có nha. Vì vậy đáp án của mình sẽ là traveling. Mình có cụm involve, verb in là bao gồm làm việc gì. Tiếp câu 3. Lan can't wait với động từ go này, so the airport to meet her pamper from Malaysia. Bạn Lan không thể chờ đợi cái việc đi ra sân bay để gặp người bạn qua thư của cô ấy từ Malaysia. Thì ở đây mình sẽ có cấu trúc là wait to do something, đợi làm gì. Vì vậy đáp án sẽ là to go nha các em. Ví dụ như tôi đợi để mà đi shopping với mẹ chẳng hạn. I wait to go shopping with my mother, đúng không? Chứ không phải là I wait going shopping. No, sai nha. Wait cộng với to verb. Tiếp câu 4. Câu này dễ nè. Từ one quá dễ luôn. Students from Vietnam who want với động từ apply for the ASEAN scholarship must be approved by the Ministry of Education and Training. Rất là dễ. Muốn làm gì? Want to do something. Thì sẽ có đáp án là want to apply. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Những học sinh từ Việt Nam mà muốn nộp đơn xin học bổng ASEAN thì cần phải được đồng ý bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Ở đây mình có Ministry of Education and Training, nghĩa là Bộ Giáo dục và Đào tạo nha các em. Và approve là tán thành, đồng ý, nó là một động từ. Tiếp câu 5. Would you mind prepare the quiz question on ASEAN and the ASEAN Charter? Mai, lưu tâm, để ý đến làm việc gì, sẽ có cấu trúc mind, verbing, quan tâm đến làm việc gì. Bạn có thể chuẩn bị những câu hỏi về ASEAN hay là hiến chương ASEAN không, đúng không? Câu 6. I really enjoy participate in the activities organized by the ASEAN Youth Volunteer Program. Tôi rất là thích. Một động từ rất là hay gặp, enjoy. Thì các em phải biết là enjoy cộng với một verb ing. Chính vì vậy chúng mình sẽ có đáp án enjoy participating. Tôi thật sự rất là thích tham gia vào những hoạt động mà được tổ chức bởi chương trình tình nguyện dành cho các bạn trẻ Đông Nam Á. Đúng không? Rất là dễ thôi. Đấy, vô cùng dễ. Quan trọng là các em cần phải nhớ được là những cái động từ nào mà nó đi với verb ing. Đó là mấu chốt của vấn đề. Rồi, và mình tiếp tục đến với phần tiếp theo. State verbs. State verb là gì? Đó là động từ, trạng thái. State verb hay còn gọi là non-action verb đó. Là một động từ chỉ trạng thái thường liên quan tới gì? Cảm xúc, sự tồn tại, ham muốn, mong muốn này, cảm giác này. Hay là để chỉ số đo, kích cỡ. Nghe thì nó khá là học thuật đó, nhưng mà khi mà mình đi vào thực tế, mình xem nó là những cái từ nào thì mình sẽ dễ học hơn rất là nhiều. Đây, some common state verbs. Sẽ có một số động từ chỉ trạng thái ở đây cho các em. Ví dụ như từ think này, to know, guess, understand, rely, believe. Khi mà nhìn này nhá, các em thấy là các em chưa bao giờ, cho dù các bạn là học giỏi tiếng Anh hay là các bạn học chưa tốt lắm, cũng chưa bao giờ thấy là I am understanding, đúng không? Chẳng có ai nói là tôi đang hiểu hay là tôi đang tin cả, đúng không? Nó không phải là những cái từ chỉ hành động. Động từ chỉ hành động là đi, đứng, ngồi, nằm đó, thì là hành động. Còn những cái động từ kiểu này thì nó là trạng thái các em nhá. Understand không có chuyện là tôi đang hiểu, tôi đang nghĩ, rồi là tôi đang muốn, nghe nó kỳ cục đúng không? Chính vì vậy mình không bao giờ thấy cái dạng là I am wanting hay là I am seeming cả. Nó rất là kỳ cục. Thì đây, có những cái động từ, the opinion, quan điểm, thì sẽ có những cái từ như think, know, guess, understand, rely, believe. Hay là feelings, tức là cảm xúc đó, là thích, yêu, giận hờn, ghét đó. Like, hope, love, prefer, one wish, design, seems, etc. Những cái động từ khác nữa, chỉ cảm xúc thì cũng là động từ trạng thái nha. Hay là những động từ chỉ cảm giác, see, smell, hear, taste, sound, năm cái giác quan của mình đó. Hay là other này, ví dụ như từ have. Chẳng có ai nói là trong gia đình tôi đang có 5 người, đúng không? Mình chỉ nói là my family has 5 members, chứ không bao giờ nói là my family is having 5 members, đúng không? Không bao giờ nói như vậy cả. Rồi, vậy thì những cái từ này thì nó khác biệt gì so với những cái động từ khác? Thì những cái động từ trạng thái này có một đặc điểm tiêu biểu nhất là không được dùng trong thì tiếp diễn. Mình sẽ không được nói là I am knowing that, sai luôn, phải là I know that. Hay là I want something to eat, tôi muốn một cái gì đấy để ăn, chứ không bao giờ được nói là I am wanting something to eat, đúng không? Và nhưng mà lại có một cái điều là như thế này, là không có cái gì là tuyệt đối cả. Thành ra sẽ có một số những cái động từ chỉ trạng thái, nó cũng là động từ chỉ hành động luôn. Vậy thì làm sao, vấn đề đặt ra là làm sao chúng mình biết được là trong câu này, cái động từ này nó là động từ trạng thái hay là động từ chỉ hành động, chỉ hoạt động. Chẳng còn cách nào khác, chúng mình phải hiểu nghĩa của nó. Và đây nhá, cô sẽ cho các em một số ví dụ như sau. The fried chicken tastes good. Tức là gì? Cái món gà rang này có vị ngon ghê. Thì cái động từ taste ở đây nó là một động từ trạng thái, nghĩa là có mùi vị.
Nhưng mà với cái câu dưới này, he is tasting the soup, nó không còn nghĩa là có mùi vị nữa, nó lại có một nghĩa khác. Nó là một động từ chỉ hành động, nghĩa là nếm. Nếm thì rõ ràng nó là hành động, nó không phải trạng thái nữa rồi đúng không? Thì ở đây mình có thể chia verb in, có nghĩa là anh ấy đang nếm món súp, chứ không phải là anh ấy đang có mùi vị món súp, đúng không? Suy ra là mình sẽ dựa vào nghĩa của nó để phân biệt xem, à, từ này nó là một động từ chỉ hành động hay là một động từ chỉ trạng thái. Được chưa các em? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau luyện tập một chút nhé. Choose the correct answers in the bracket to complete the sentences. Câu đầu tiên, I với từ regret mình sẽ dùng verb in hay là không dùng đây? Missing the first event of the ASEAN Para Games last night. Tôi rất là lấy làm tiếc khi mà đã bỏ lỡ cái chương trình đầu tiên của Đại hội Thể thao dành cho người khuyết tật Đông Nam Á vào tối ngày hôm qua. Thì ở đây mình có động từ regret. Thì các em nhớ xem lúc nãy cái bảng mà cô đã show ra nó có từ này không? Thì xin thưa là nó có. Chính vì vậy từ này regret nó là một động từ chỉ gì nhỉ? Chỉ trạng thái chứ không phải là một động từ chỉ hoạt động. Vì vậy đáp án của chúng ta sẽ là regret. Câu 2. ASEAN is an organization which... Động từ consists of 10 countries located in Southeast Asia. Thì cái câu này mình chưa cần học đến cái phần động từ trạng thái hay là động từ hoạt động nữa. Mình cũng biết luôn đáp án rồi. Tại vì sao? Tại vì câu này nó đã xuất hiện trong phần Getting Started rồi. Thì mình sẽ biết ngay đáp án nó là gì đây. Consists. Và cái động từ này bao gồm, nó là một động từ chỉ trạng thái các em nhá. Khối ASEAN thì là một tổ chức mà bao gồm 10 thành viên ở khu vực Đông Nam Á, đúng không? Câu 3. He với động từ rely that it was so late because he was busy surfing the internet for information about ASEAN. Thì cái từ rely này nó là một động từ gì? Trạng thái thì mình không thể chọn đáp án này được. Đáp án này được đúng không? Đáp án của mình chỉ có thể là didn't rely. Anh ấy không thể nhận ra rằng cũng đã là quá muộn rồi. Tại vì anh ấy mải mê với việc tìm kiếm thông tin về ASEAN trên Internet. Tiếp câu 4. Quá dễ, tại vì sao? Tại vì lúc nãy cô cũng đã lấy ví dụ về cái động từ no này rồi. Động từ no nó là một động từ chỉ trạng thái, nó là state verb. Thì mình sẽ có đáp án luôn là do you know. Do you know when Vietnam became an official member of ASEAN? Bạn có biết là khi nào thì Việt Nam trở thành một thành viên chính thức của khối ASEAN không? Đúng không? Câu 5. My brother. Động từ like vô cùng quen thuộc và chắc chắn mình phải chọn like rồi, likes. My brother likes traveling to Thailand very much because he met many friends during his studies there. Anh trai của tôi rất là thích đi đến Thái Lan tại vì anh ấy đã kết bạn rất là nhiều ở đây trong suốt quãng thời gian học tập, đúng không? Câu 6. He với động từ see nhỉ? His classmates is an hour to discuss the brochure about the ASEAN member status. Tức là gì đây? Với động từ see này nha, phải cẩn thận. Tại vì see nó vừa là động từ chỉ trạng thái, cũng là động từ chỉ hoạt động đó. Thì thành ra mình phải dịch nghĩa xem nó mang cái sắc thái nghĩa như thế nào. Anh ấy gì gì đó, các bạn trong lớp một tiếng liền để thảo luận về cái tài liệu về thành viên ASEAN. Thì anh ấy đến nhìn bạn à? Ở đây mình không dịch là nhìn, mình dịch là gặp. Cái see ở đây á, nó bằng nghĩa với từ meet các em ạ. Vì vậy sẽ có đáp án là is seeing. Không phải là anh ấy đang nhìn các bạn trong lớp một giờ đồng hồ nha. Mình phải, trong một câu mình phải xem cái sắc thái nghĩa của nó như thế nào để mình chọn cái nghĩa tiếng Việt phù hợp với cái từ đấy. Thì ở đây từ see nó bằng với từ meet, là gặp gỡ.
Được chưa? Xong rồi đấy. Thế là mình còn bài cuối nữa thôi nào. Use the symbol or continuous form of the verb in the bracket to complete the sentences. Đây, chúng mình lại tiếp tục chia động từ nha. Không cần đến máy tính. Câu đầu tiên, Vietnam, chấm chấm chấm. The first in the Chinese country to join ASEAN. Việt Nam là một nước Đông Dương đầu tiên mà tham gia khối ASEAN. Với câu này thì đáp án là was các em nhá. Chứ không phải là was being, đang là hay cái gì gì, nó không phải là tiếp diễn trong trường hợp này. Be ở đây là, nó là một state verb, được chưa? Câu 2. The chef chấm chấm tấm chấm test. À, cái từ này lúc nãy cô có lấy ví dụ rồi nha. The pho broth when I entered the kitchen. Trước tiên các em sẽ xác định là câu này nó nằm trong thì gì. Thì ở đây mình có động từ entered thêm ed đúng không? Thì câu này nó nằm trong quá khứ. Bây giờ mình chỉ còn việc là phân tích xem cái này mình sẽ dùng quá khứ đơn hay là quá khứ tiếp diễn. Thì ở đây, khi mà tôi bước vào căn bếp thì anh đầu bếp đang nếm món phở, món nước dùng, đúng không? Thì cái hành động test ở đây là nếm. Nếm là một động từ chỉ hành động. Thì mình phải chia là was tasting. Và đây mình có từ broth, nghĩa là nước dùng nha các em. Tiếp câu 3. Động từ hope. I chấm 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 to spend my holiday scuba diving in the Philippines. Nghĩa là gì nhỉ? Tôi mong là sẽ được dành kỳ nghỉ của mình để lặn ở Philippines. Thì động từ hope nó là một động từ chỉ trạng thái. Vì vậy chúng mình sẽ có hope chứ không phải là hoping, I am hoping nhỉ. Tiếp câu 4 nào. Smell, với động từ smell. Tại sao bạn lại ngửi hoa hồng hả Linh? They plastic, chúng nó là nhựa mà. Thì cái động từ smell này mình cũng cần lưu ý, tại vì nó cũng là một động từ vừa là state verb, vừa là một động từ chỉ hành động. Smell á, ví dụ như là nó mà là một state verb nhá, thì nó sẽ nghĩa là có mùi, nó bốc mùi gì đấy. Ví dụ như cái món này có mùi rất là thơm, rất là ngon, thì sẽ nói là this smells good. Cái món này có mùi rất ngon. Nhưng trong trường hợp này thì cái từ smell nó lại là một động từ chỉ hành động, nghĩa là ngửi. Có nghĩa là em cứ tưởng tượng cái tình huống là bạn Linh này, bạn ấy đang cầm những cái bông hoa hồng đưa lên mũi ngửi á. Thì cái từ smell nó là một động từ hành động đúng không? Chính vì thấy cái sự lạ thường như thế thì người bạn này mới hỏi là tại sao lại đi ngửi cái bông hoa giả. Thì rõ ràng hành động này nó đang diễn ra. Thì mình sẽ phải chia là why are you smelling the roses? Đúng chưa? Câu 5. Tomorrow we a discussion on Vietnam and Asian during one of our English classes. Thì ở đây mình sẽ dùng verb in nha các em. Tại vì sao? Cái thứ nhất, phân tích ở đây câu này cũng là một câu khó này. Tomorrow, nó là ngày mai, tương lai gần. Thì chắc chắn câu này nó sẽ nằm trong thì gì? Thì tương lai gần. Mà thì tương lai gần á, thì mình cũng có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho một cách dùng là diễn tả những hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, đúng không? Thì ở đây cái cụm have á, mình không dịch là có. Ví dụ như là tôi có 5 người trong gia đình, mình không phải là cái sắc thái nghĩa đấy, được chưa? Mình có cụm have a discussion, tức là nó bằng với từ discuss là thảo luận đó. Thì là gì đây? Ngày mai chúng tớ sẽ thảo luận về Việt Nam và khối ASEAN trong tiết học, trong lớp học tiếng Anh, đúng không? Thì ở đây mình có cả cái cụm have a discussion, nó sẽ bằng với từ discuss, chưa? Câu 6. Câu này cũng là một câu khó này. Most of time you clever, but you silly today. Silly là ngốc nghếch, bằng với từ stupid đó. Mọi khi thì bạn thông minh lắm mà, nhưng mà tại sao hôm nay bạn lại ngớ ngẩn vậy, đúng không? Thì be ở đây
Chắc chắn bạn nào nhanh nhỏ một phát thì sẽ điền are you are silly cô ơi, đúng rồi còn gì nữa. Động từ to be cộng với tính từ. Em chắc chắn câu này đúng luôn. Nhưng mà xin thưa như thế là sai rồi. Đáp án của chúng mình sẽ là are being. Tại vì sao? Tại vì đây là nó đang diễn tả một cái sắc thái mà nó chỉ xảy ra tạm thời thôi, chứ nó không phải là liên tục trong suốt một quá trình, đúng không? Nó mà xảy ra liên tục hầu hết thời gian á, thì đây nè, là bạn ấy thông minh trong hầu hết thời gian. Tức là bạn ấy bản chất bạn là thông minh rồi, chứ bạn ấy không hề ngớ ngẩn ngốc nghếch. Mà cái sự ngớ ngẩn, sự ngốc nghếch của bạn ấy nó chỉ diễn ra tạm thời trong một thời gian ngắn mà thôi. Chính vì vậy mình phải diễn tả được cái sự tạm thời đấy bằng cách dùng are being, được chưa? Ok, là hết rồi, mình cũng đã hoàn thành xong 6 câu về phần statement này, mình cũng làm xong phần bài tập về phần danh động từ rồi đúng không? Thì trong bài học ngày hôm nay, các em nhớ lưu ý cho cô những phần từ vựng liên quan đến khối ASEAN này. Rồi về phần phát âm thì mình biết là câu nào nên lên giọng, câu nào nên xuống giọng này. Rồi về phần ngữ pháp thì mình sẽ nắm rõ cho cô là gì nhỉ? Là phần danh động từ và động từ chỉ trạng thái. Những động từ nào thì sẽ sau theo sau nó là verb ing này, hay là những động từ nào sẽ theo sau nó là to verb này. Những động từ nào thì không được chia verb ing này, hay là những động từ nào thì sẽ vừa chia được verb ing mà vừa dùng được những cái thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, đúng không? Thì đó, có quá nhiều kiến thức cần phải học trong một bài. Vì vậy các em nhớ chia thời gian ra và ôn tập từng chút một nhé. Và bài học của ngày hôm nay đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng cùng với cô. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo nhé. Thanks for watching and see you on the next video. Khóa học về Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Jack.